Xin chào các bạn, lại là mình đây. Tuần vừa qua các bạn giao dịch tốt chứ? Hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết về cách đo lường và tổng hợp các file thực chiến cộng với backtest. Đây là yếu tố rất quan trọng để giúp mỗi trader ngày càng cải thiện kỹ năng của mình. Dưới video này mình đã để sẵn file giao dịch thực chiến các lệnh mình đã vào trong tháng 9 năm 2024 để các bạn có thể tham khảo. Ban đầu mình tính làm một vài lệnh review nhưng quyết định sẽ để dành ở một video khác. Có nhiều bạn đang nhắn tin hỏi xin file backtest từ bên mình nhưng sau khi nhận được file vẫn còn nhiều thắc mắc. Vì vậy hôm nay mình sẽ giải thích rõ hơn về cách sử dụng nó. Tất cả các file thực chiến hay luyện tập backtest của mình đều tuân thủ duy nhất phương pháp Bright Action mà mình đã chia sẻ trên kênh. Nếu bạn nào chưa hiểu rõ về phương pháp có thể xem lại từng chuỗi video một. Đây là file chuẩn công thức do team Keep Trader tạo ra. Bạn nào muốn nhận file gốc thì hãy liên hệ với Linh, trợ lý của mình để được nhận hoàn toàn miễn phí. Và ngay bây giờ hãy cùng mình đi vào cách sử dụng của file thực chiến trên. Đầu tiên các bạn có thể thấy đây là các tháng và mình đã điền những cái lệnh thực chiến vào. Và chúng ta có thể để ý rằng nó có hai phần. Phần con trò chuột của mình đổ lên trên là phần công thức tính toán, còn phần ở dưới là phần chúng ta phải tự điền vào khi đo lường, backtest hoặc thực chiến. Mình sẽ giải thích phần ở trên trước. Thứ nhất là tổng số lệnh. Thì ở đây, giả dụ xong tháng 6 mình giao dịch 69 lệnh thì nó sẽ hiện mặc định là 69 ở đây. TB thì chúng ta TB được 38 lệnh trên tổng số 69 lệnh. 69 lệnh ở đây là những lệnh có cả những lệnh thắng, những lệnh thua và những lệnh hòa. Cột tiếp theo bên tay phải đó là tiền vốn. Thì số vốn của mọi người là bao nhiêu thì mọi người hãy điền vào. Ví dụ ở đây là 1.000 đô thì mọi người sẽ điền số 1.000 đô vào đây. Hoặc nếu số vốn mọi người là 5.000 đô thì mọi người sẽ điền 5.000 đô vào đây. Dòng thứ hai là rủi ro trên một lệnh. Thì đối với cá nhân mình sẽ để là 2% trên một lệnh. Còn của các bạn nếu có thay đổi thì các bạn hãy điền con số phần trăm vào đây. Dòng thứ ba là tổng RR thực tế. Thì khi chúng ta điền ở bên dưới thì công thức sẽ tính tổng lại cho chúng ta là thực tế chúng ta nhận được bao nhiêu R trong vòng tháng đó. Ví dụ như trong tháng 6 chúng ta được 55 R. Tháng 7 thì nó ít hơn, chỉ được 11 R mà thôi. Tháng 8 thì được 16 R. Và tháng 9 hiện tại thì được 9 R. Tiếp theo, chúng ta nhìn sang bên tay phải. Số dư là tổng số dư của chúng ta khi chúng ta kết thúc hoàn thành tất cả các lệnh thì nó lên là 2.001, là mình đang dương âm. Và tỷ lệ chiến thắng hiện tại là 55,71%. Hay nói cách khác là tỷ lệ chiến thắng giữa lệnh thắng chia cho tổng số tất cả các lệnh, có cả lệnh hòa là 55%. Còn nếu mà chúng ta chỉ tính tỷ lệ thắng chia tỷ lệ thua thì nó sẽ cao hơn. Tiếp theo là cặp tiền quan trọng. Lãi trung bình trên một lệnh thì là tương đương với 16 đô nếu chúng ta đi vốn là 2% hoặc 20 đô. Tiếp theo những dòng bên dưới đó chính là số lệnh hợp lưu, số lệnh đảo chiều hay số lệnh ngược xu hướng. Thì ở đây nó đã thống kê hết cho anh em là 18 lệnh hợp lưu thì tỷ lệ chiến thắng là 61%, 8 lệnh đảo chiều thì tỷ lệ chiến thắng là 50% và số lệnh ngược xu hướng là 45 lệnh, tỷ lệ chiến thắng là 53%. Thì tất cả những cái công thức ở trên dòng đầu tiên thì chúng ta không cần phải tính toán mà máy nó đã tự tính cho chúng ta rồi và chúng ta chỉ áp dụng mà thôi. Tiếp theo là những cái phần ở bên dưới là những phần mà chúng ta làm và chúng ta điền vào. Thứ nhất, các bạn có thể điền để đo lường file backtest. Thứ hai là các bạn có thể điền để đo lường file thực chiến để thống kê lại xem một tháng khi chúng ta giao dịch những lệnh nào chúng ta giao dịch đúng phương pháp hay tỷ lệ nó như thế nào, hay xác suất của lệnh nào nó cao nhất, hợp lưu hay lệnh đảo chiều hay lệnh ngược xu hướng là cao nhất. Thì cột đầu tiên là số thứ tư thì không phải bàn rồi. Cột thứ hai là thời gian thì chúng ta sẽ điền vào. Ví dụ hôm nay chúng ta giao dịch cặp tiền là NCAD, hôm nay là ngày 15 tháng 9 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ điền là ngày 15 tháng 9 vào bên tay trái. Cặp tiền gì thì chúng ta sẽ chọn. Tỷ lệ RR là như thế nào? Thì đây là tỷ lệ RR trên lý thuyết. Giả sử chúng ta set up một kèo buy limit chẳng hạn ở ngay vị trí đáy này, SL chúng ta đặt bên dưới và TB lại về trên đỉnh, thì chúng ta có thể thấy được rằng đây là một cái kèo mình dự đoán set up như vậy trên lý thuyết và đang có cái tỷ lệ RR là 2,5. Thì mình sẽ quay lại cái trang công thức này, chúng ta sẽ điền là tỷ lệ RR lúc đó là 2,5 vào đây. Lệnh đó là lệnh buy thì chúng ta sẽ điền là buy, còn nếu lệnh đó là sell thì chúng ta sẽ chọn sell.
Số lót thì chúng ta không cần tính. Còn nếu bạn nào cẩn thận thì có thể điền vào cũng không ảnh hưởng gì cả. Cách tính số lót thì các bạn đơn giản thôi. Ví dụ mình giả sử các bạn đặt một cái lệnh như hình và chúng ta cho cái mức rủi ro một lệnh là 50 đô, thì chúng ta có thể thấy rằng cái lệnh này chúng ta đặt cắt lỗ khoảng tầm 10 bit thì chúng ta sẽ vào phần công cụ tính lót. Các bạn chưa biết cách tính lót thì các bạn có thể lên trang web kiptrader.com/tính lót để có thể là tham khảo. Giả sử chúng ta đặt là chúng ta có 1.000 đô trong tài khoản, rủi ro theo mỗi lệnh theo phần trăm thì chúng ta sẽ điền là 5%, tương đương với 50 đô. Số bit dừng lỗ lúc đó thì mình sẽ điền 10. Tại vì sao? Tại vì lệnh này mình để cắt lỗ là 9,7 thì gần 10 thì mình sẽ đào chọn là 10 luôn. Cặp tiền chúng ta giao dịch, ví dụ đây là cặp EU thì đuôi nó là USD thì chúng ta sẽ chọn ở đây là đuôi USD. Còn nếu đuôi nó là Bitcoin thì mình sẽ chọn là Bitcoin. Đuôi là Yên Nhật thì chúng ta sẽ chọn là Yên Nhật. Hoặc đuôi là những cái cặp tiền khác thì chúng ta sẽ chọn những cái cặp tiền khác. Ở đây là đồng EU thì mình sẽ chọn đuôi là USD. Thì nó sẽ ra cho chúng ta là 0,5 lót. Thì khi đó chúng ta có thể điền vào đây. Số lót là 0,5 lót. Và sau đó khi kèo của mình setup nó chạy, giả dụ là TB đi, thì chúng ta sẽ điền vào cái cột SL hay TB này là TB. Còn nếu mà nó bị SL, nó bị cắt lỗ thì chúng ta sẽ chọn cột là cắt lỗ. Còn nếu nó hòa thì chúng ta sẽ chọn là hòa. Được chưa? Và RR lý thuyết này thì nó tự tính, nó nhảy từ cái cột RR lý thuyết ở bên tay trái đây, nhảy sang đây là 1,8. Còn RR thực tế này là gì? RR thực tế này chúng ta cần phải chú ý một chút. Giả sử cái lệnh này của mình là TB đi, thì khi giá nó lên đến điểm này chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải quản trị vốn, hoặc các bạn quản trị vốn ở một cái điểm bất kỳ nào đó ở đây. Thì khi đó thì chúng ta sẽ tính RR thực tế nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ tính là RR thực tế là RR lý thuyết của mình này cộng với gì ạ? Cái điểm mình quản trị vốn rồi mình chia đôi đi, thì nó sẽ ra được cái tỷ lệ RR thực tế của chúng ta. Và cái tính RR thực tế thì các bạn phải tự tính bằng tay. Tại vì có thể lúc bạn quản trị vốn ở đây, có thể lúc bạn quản trị vốn ở trên, hoặc bạn quản trị vốn ở tận trên đỉnh, thì nó sẽ khác nhau. Nên cái tỷ lệ RR thực tế các bạn phải tự tính. Thường nó sẽ thấp hơn tỷ lệ RR lý thuyết. Ví dụ như ở đây, RR lý thuyết nó là 1,8 nhưng thực tế nó chỉ được 0,5 thôi. Tiếp theo là cột hình ảnh. Hình ảnh thì các bạn có thể là mở TradingView ra và các bạn bấm vào phần máy ảnh đây, các bạn copy link, và sau đó các bạn dán lại vào cái phần hình ảnh là được. Ctrl V và cái phần hình ảnh là được. Rất đơn giản thôi. Lý do vào lệnh, mình buy một kèo hợp lưu thì chúng ta sẽ điền lý do là kèo hợp lưu. Kèo đảo chiều thì chúng ta sẽ điền là kèo đảo chiều. Hay là kèo tạo một cái xu hướng ở M15 thì mình sẽ ghi là tạo xu hướng M15. Hoặc một cái lý do phá phúc về chính chẳng hạn, thì chúng ta sẽ điền cái lý do vào lệnh đó. Chúng ta check lại nó dễ hơn. Và chúng ta kiểm tra xem cái lệnh đó đã giao dịch đúng theo công thức và đúng theo cái sự nhất quán của phương pháp hay chưa. Và mình có thể biết được rằng cái lệnh đó là một lệnh đúng hay là một lệnh sai phương pháp hiện tại. Tiếp theo, loại lệnh thì mình đã chọn ở đây là có 3 loại lệnh: lệnh hợp lưu, lệnh đảo chiều và lệnh ngược xu hướng. Thì khi các bạn thấy là lệnh đầu tiên nó là lệnh hợp lưu thì chúng ta sẽ chọn là hợp lưu, và sau đó nó sẽ tính toán ở trên phần công thức ở bên trên cho chúng ta số cắt lỗ của chúng ta đặt là bao nhiêu, thì chúng ta cũng điền vào đây bao nhiêu bit. Và khi chúng ta cứ điền rất là nhiều thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thói quen và sẽ có một cái điểm đặt cắt lỗ nó an toàn nhất. Tiếp theo là một vài cái chú ý. Ví dụ như mình chú ý là cặp chém mình không giữ lệnh quá đêm chẳng hạn, tại vì speed là cao thì mình sẽ không để, không cần quản trị vốn với kèo ngắn phá phục về chính chẳng hạn. Thì mình nốt ở đây, những cái chú ý của từng lệnh thì mình sẽ nốt lại ở đây, quản trị vốn tại đâu mình sẽ nốt lại. Thực ra cái file này là rất đơn giản thôi, và hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn thành công trên con đường trading. Hãy đo lường tất cả những thứ của các bạn lại, và nếu nó ra cho chúng ta một xác suất đủ lớn thì đây là một phương pháp hiệu quả, và các bạn hãy trau dồi và mài giũa nó thật là sắc bén. Và video cũng dài rồi, thì hẹn gặp tất cả các bạn ở một video tới đây. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.